Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phát trên sóng AM tần số 756 kHz và FM tần số 96,9 MHz có những nội dung đáng chú ý sau. Cần Chuột tập trung thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, Bến nước tập trung giảm nghèo bền vững. Cuối chương trình là phần tin trong nước và thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị bắt đầu theo dõi. Qua hơn một năm phát động gây quỹ khuyến học, quyền Cần Đức đã nhận được sự đóng góp tích cực của các cơ quan đơn vị trong quyền với tổng số tiền gần 60 triệu đồng. Trong tổng số 52 đơn vị đóng góp quỹ khuyến học, ngoài các cơ quan đơn vị trường học, các tổ chức chính trị xã hội, đảng quỹ, quỹ ban nhân dân các xã thị trấn, các cơ sở kinh tế, còn có sự đóng góp của các cơ sở tôn giáo tại các xã Long Hữu Đông, Mỹ Lệ, Tân Chánh và Long Khê. Nhiều tổ chức cá nhân chẳng nhận ủng hộ bằng tiền mặt mà còn tặng quà tiếp sức cho học sinh đến trường. Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Quá Long An đã ủng hộ quỹ khuyến học của quyền Cần Đức 20 triệu đồng, nâng nguồn quỹ khuyến học của quyền qua đó, huyện có thêm điều kiện giúp đỡ các em học sinh nghèo khó khăn, vượt khó học giỏi. Từ năm 2016 đến nay, đã có trên 3 tỷ đồng, huyện Cần Đức tổ chức các hoạt động khuyến học. Ngoài việc thành lập quỹ khuyến học, các tổ chức hội còn xây dựng nhiều mô hình như nuôi heo đất khuyến học, tiếp sức mùa thi, mô hình quyển dở tình thương, đêm văn nghệ, gây quỹ khuyến học. Giang phòng công chứng Lê Ngọc Minh, ấp chánh xã Đức Lập Hạ vừa đi vào hoạt động. Đây là đơn vị công chứng tư nhân thứ hai được thành lập tại quyện Đức Hòa. Giang phòng công chứng Lê Ngọc Minh được thành lập theo quyết định số 115 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An. Giang phòng có tổng số 11 nhân viên với hai công chứng viên. Giang phòng thực hiện công chứng các thủ tục như phân chia di sản, khai nhận di sản thừa kế theo pháp luật, hợp đồng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, chuyển nhượng, mua bán, tặng cho, cho thuê. Tính đến nay, huyện Đức Hòa có 3 văn phòng công chứng đang hoạt động, trong đó có một văn phòng công chứng công, 2 văn phòng công chứng tư nhân. Năm 2017, huyện Cần Duộc được phân bổ gần 80 tỷ đồng, đầu tư 118 các công trình xây dựng cơ bản. Trong đó có 41 công trình chuyển tiếp, 5 công trình thanh toán khối lượng năm trước, 72 công trình khởi công mới. Đến nay, đã hoàn thành giải đưa vào sử dụng 32 công trình, giá trị giải ngân được 18,6 tỷ đồng, đạt 20% kế hoạch. Bên cạnh nguồn đầu tư của ngân sách nhà nước, quyền đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội quá, quy động các nguồn lực thực hiện 22 công trình đường giao thông nông thôn, kinh phí 8,8 tỷ đồng, trong đó vận động nhân dân và doanh nghiệp đóng góp 5,8 tỷ đồng. Để các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, nâng cao hiệu quả đầu tư trong thời gian tới, quyền tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong quá trình thi công, đảm bảo chọn nhà thầu đủ năng lực tài chính. Nhằm chủ động ngăn ngừa dịch bệnh cúm xâm nhập vào địa bàn và lây sang người, Ủy ban nhân dân huyện Thủ Thừa chỉ đạo các ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tập trung tăng cường thực hiện một số biện pháp cấp bách, nhằm phòng chống dịch cúm lây truyền từ gia cầm sang người. Để công tác phòng chống dịch cúm lây truyền từ gia cầm sang người có hiệu quả, Ủy ban nhân dân huyện Thủ Thừa chỉ đạo lực lượng thú y xã tăng cường công tác giám sát địa bàn, nhằm phát hiện và xử lý nhanh các ổ dịch nghi ngờ cúm gia cầm, không để lây lan trên diện rộng đồng thời tổ chức thống kê lại số lượng gia súc gia cầm hiện có trên địa bàn chưa được tiêm phòng vaccine để tổ chức tiêm phòng ngay. Trong đó lưu ý số lượng gia cầm chăn nuôi nhỏ lẻ chưa được tiêm phòng vaccine. Bên cạnh đó, huyện cũng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người chăn nuôi biết mối nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm, chủ động khai báo và hợp tác trong công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không chấu dịch, bán chạy gia súc gia cầm bị bệnh tăng cường công tác kiểm tra xử lý việc vận chuyển mua bán gia cầm không rõ nguồn gốc dưới mẫu gia cầm không đúng nơi quy định. Là một xã có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, xã An Thạnh, quyền Bến Lức tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, hướng dẫn cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, từng bước cải thiện cho nâng cao thu nhập. Năm qua, hộ nghèo và hộ cận nghèo ở xã đã được dây vốn đầu tư sản xuất với tổng dư nợ trên 7 tỷ đồng. Bà Võ Thị Út, ấp 1A, xã An Thành chia sẻ. Từ đó tôi cũng nghèo khổ, nhờ ấp xã rồi và giải quyết cho tôi gia được một số là số đó giảm nghèo. Rồi nhờ cái đó tôi mua được chiếc ghe, tôi đi làm cá, tôi đi cắt lát, giờ tôi mần. Giờ con tôi ngại lớn, rồi mần cũng phụ thêm chút đỉnh, thành ra tôi được cái nhà. Vậy đó, giờ tôi cũng mang ơn. Cũng trong năm qua, nguồn quỹ vì người nghèo, xã đã vận động và trao hàng trăm suất quà Tết, xây dựng và sửa chữa 4 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, có phần chia sẻ động viên các hoàn cảnh khó khăn dường lên. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn dưới 2%. Ông Quỳnh Văn Phiền, bí thư đảng quỹ xã An Thành cho biết. Dựng các danh hiệu xã nông thôn mới, xã văn hóa, đó là những cái quan điểm mà tôi nghĩ rằng là, là trong năm 2017 tập thể cán bộ đảng viên cùng với hệ thống chính trị trong xã chúng ta quyết tâm ra sức phấn đấu để ta thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ đã đề ra. Để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo, xã An Thạnh quyền Bến Lức tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, từng bước nâng cao mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân đẩy mạnh thực hiện các dự án chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, các ban ngành đoàn thể tăng cường vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhân trọng mô hình sản xuất hiệu quả. Tính đến ngày 31 tháng 3, tổng nguồn vốn tín dụng trên địa bàn thị xã Kiến Tường đạt được là 157 tỷ đồng, tăng 12,8 tỷ đồng so với đầu năm. Tăng trưởng dư nợ tập trung chủ yếu vào các chương trình cho vay, như nước sạch, vệ sinh môi trường, dây sản xuất kinh doanh dùng khó khăn, cho dây hộ mới thoát nghèo và hộ nghèo. Các tổ chức chính trị xã hội đang thực hiện dịch vụ quỹ thác trên 147 tỷ đồng. Công tác kiểm tra giám sát việc sử dụng nguồn vốn đảm bảo đúng mục đích, xử lý nợ xấu tiếp tục được tăng cường. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế như một số gia đình bỏ đi khỏi địa phương nên còn gặp khó khăn trong công tác thu hồi nợ. Một số xã chưa bám sát chỉ tiêu kế hoạch giao để còn động chống dây. Công tác quy động tiền gửi qua tổ tiết kiệm và dây vốn chưa cao. Công tác quản lý chống dây tại các tổ chức hội đoàn thể, nhận quỹ thác còn trên lịch lớn dẫn đến hoạt động một số hội chưa đồng đều. Trong quý 2, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Thị xã Kiến Tường tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động cũng như trách nhiệm của các thành viên phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và dây vốn, sắp xếp lại các tổ kém hiệu quả, tích cực thu nợ, thu lại đến hàng, tập trung xử lý nợ qua hàng. Anh Quỳnh Trí Thành, ấp láng biển xã Hưng Điền cho biết, Thời gian qua, việc sản xuất lúa của gia đình anh gặp nhiều khó khăn vì sâu bệnh gây hại nhiều, nên phải sử dụng lượng thuốc lớn bảo vệ thực vật để phòng trị. Mặt khác, để giúp lúa phát triển tốt, anh phải bón nhiều phân hóa học mà giá cả thì ngày càng tăng cao, làm tăng chi phí đầu tư nên lợi nhuận giảm đáng kể. Để giảm chi phí sản xuất, anh đã tìm tòi học hỏi và từ sản xuất phân hữu cơ để bón cho đồng ruộng, giảm sử dụng phân hóa học. Mô hình này bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực, hạn chế sâu bệnh, tăng lợi nhuận trên đơn vị diện tích. Anh Thành cho biết thêm, vào đầu năm 2017, anh theo dõi trên báo đài thấy mô hình ủ phân chuồng thành phân hữu cơ bón trên ruộng lúa, tiết kiệm được chi phí sản xuất. Đồng thời anh còn đi tham quan thực tế mô hình này ở tỉnh Đồng Tháp. Thấy mô hình cho hiệu quả cao, vậy là anh về nhà và bắt tay vào thực hiện mô hình này. Tuy nhiên, mô hình lúc anh tham quan là sử dụng phân gà để ủ và phải mua với giá rất cao. Còn mô hình của anh thì tận dụng phân bò có sẵn ở địa phương để ủ. Áp dụng theo kỹ thuật ủ phân đã học được, anh Thành tiến hành mua một tấn phân bò khô của người dân về, sau đó đổ ra và cho 5 kg trichoderma và 30 kg súp ba lân vào, rồi tiến hành trộn đều. Tiếp theo là tưới nước với một lượng dừa phải vào, rồi dùng mũ đại kính lại sau 15 đến 20 ngày thì trộn lại một lần nữa rồi tiếp tục ủ đến khoảng hơn một tháng là có thể đem ra sử dụng. Được biết, trong vụ hè thu này, anh đã sử dụng phân hữu cơ tự ủ để bón thử nghiệm trên diện tích hơn 1.000 m vuông đất lúa. Qua thực tế sử dụng cho thấy, diện tích lúa bón phân hữu cơ phát triển không thua gì bón phân hóa học và sâu bệnh gây hại cũng giảm đáng kể. Hiện lúa của anh được 50 ngày, nhưng chưa phun xịt đợt thuốc trừ sâu bệnh nào còn diện tích bón phân hóa học thì đã phun 3 lần thuốc. Nếu tính chi phí đầu tư, đến thời điểm này thì diện tích sử dụng phân hữu cơ giảm hơn 1 triệu đồng 1 hecta so với diện tích sử dụng phân hóa học. Anh Quỳnh Chỉ Thành xã Hưng Điền và ông Trương Đông Hồ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Điền, quyền Tân Hưng cho biết. Thấy gãi phân trồn, mình chọn theo công thức của các nhà diễn giả, giả và chỉ dẫn. Mình gãi cái lúa rất tốt, nó ăn từ từ, lúa nó ít sâu bệnh, mà tới nay tới 50 ngày mà cái lúa nó phát triển tốt nó so với sai phân khoa học thì nó tốt hơn đó, mình làm nếu mà mô hình này đạt kết quả cao thì mình sẽ nhân rộng ra thêm để cho cái giảm cái giá sẽ nó thành mà nó tăng cái lợi nhuận lên thì trong thời gian qua đối với địa bàn Hưng Điền bà con nông dân thì sản xuất lúa đó thì sử dụng nhiều cái loại phân nó làm cho cái chi phí đầu tư vào đất là nó rất là cao nó ảnh hưởng đến vấn đề là cái lợi nhuận của bà con thì không được nhiều nhưng hiện nay thì đối với mô hình này là ủ cái phân hữu cơ đó thì bước đầu là thấy là nó mang lại cái hiệu quả là nó ít sâu bệnh thì từ đó thì nó giảm cái giá, cái chi phí vào đất nó sẽ tăng thêm cái lợi nhuận cho bà con hiệu quả bước đầu từ mô hình ủ phân chuồng thành phân hữu cơ bón cho đồng ruộng không chỉ giúp gia đình anh thành giảm được chi phí sản xuất mà đây còn là tín hiệu vui cho bà con nông dân bởi khi sử dụng phân hữu cơ thời gian dài sẽ làm tăng độ phì nhiêu màu mỡ cho đất tăng khả năng chống chịu của cây trồng trong điều kiện thời tiết bất lợi đặc biệt việc sử dụng phân này sẽ không gây ô nhiễm môi trường tạo ra sản phẩm sạch an toàn cho người sử dụng Dự kiến thời gian tới, Anh Thành sẽ mở rộng quy mô để sản xuất ra sản phẩm phân hữu cơ, phục vụ cho toàn bộ diện tích 1,5 hecta đất ruộng của gia đình, thay thế hoàn toàn phân hóa học. Sau đây mời quý vị theo dõi phần tin trong nước và thế giới. Nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, còn lại hầu hết các nhóm hàng trong 10 nhóm hàng lớn nhất đều đạt mức tăng trưởng dương. Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong quý 1 2017 đã gần 31,76 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 2/3 tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Những đối tác chính nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam trong 3 tháng bao gồm EU, tiểu dân quốc Ả Rập thống nhất, Hàn Quốc và Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu hàng dịch may sang thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc đều tăng so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc vẫn là đối tác lớn nhất nhập khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam trong 3 tháng qua. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa hết quý 1 năm 2017 đạt hơn 46,57 tỷ đô la Mỹ, xuất nhập khẩu Việt Nam vẫn phụ thuộc khối doanh nghiệp FDI. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, quý 1 năm 2017, tình hình sản xuất xuất khẩu của ngành dịch may tương đối ổn định với kim ngạch xuất khẩu đạt 6,84 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,2% hầu hết các doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết quý 1. Trong đó có một số doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết quý 2. Tuy nhiên, phần lớn các đơn hàng doanh nghiệp ký được trong các tháng đầu năm đều là đơn hàng vừa và nhỏ, mã hàng hạn chế. Sản phẩm dịch may của Việt Nam đã có mặt tại hơn 40 quốc gia trên thế giới. Những thị trường chủ yếu đóng góp vào kim ngạch chung là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, EU. Trước xu hướng kế hoạch đơn hàng ngày một ngắn và giá không tăng, Hiệp hội Dịch Mai Việt Nam khuyến cáo các doanh nghiệp ngành dịch mai cần khai thác triệt để hiệu sức của trang thiết bị đã đầu tư nhằm giảm chi phí, tìm kiếm đơn hàng quy mô nhỏ nhưng khó để xác định lợi thế về kỹ thuật và tay nghề người lao động. Năm nay, ngành dịch mai Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng từ 6,5 đến 7% so với năm 2016, giới kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 30 tỷ đô la Mỹ. Ngày 16 tháng 4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố thắng lợi dành cho phe đồng ý sửa đổi hiến pháp trong cuộc trưng cầu ý dân chờ kết thúc. Với 99% số phiếu được kiểm, tỷ lệ cử tri ủng hộ sửa đổi hiến pháp đạt 51,3%, tức là nhiều hơn phe phản đối 1,3 triệu phiếu. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan gọi đây là quyết định mang tính lịch sử. Nếu kết quả chính thức không có gì thay đổi, việc sửa đổi hiến pháp sẽ trao quyền lực hơn cho Tổng thống. Ông Tayyip Erdogan cũng có thể kéo dài thời gian tại nhiệm ít nhất là đến năm 2029. Tuy nhiên, hai đảng đối lập chính ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ hoài nghi về tính hợp pháp của cuộc trưng cầu ý dân và yêu cầu kiểm lại đến 60% số phiếu. Sắp tới, trụ sở hai cơ quan về y tế và ngân hàng của EU sẽ được chuyển ra khỏi thủ đô London, Anh. Liên minh châu Âu đã bắt đầu chuẩn bị cho việc Anh rời khối này quyết định chuyển trụ sở hai cơ quan về y tế và ngân hàng của EU sẽ ảnh hưởng tới khoảng 1.000 nhân viên, chủ yếu là người Anh. Theo truyền thông Anh, trong hai tuần tới, các nước thành viên EU sẽ nhóm họp để thảo luận về việc lựa chọn trụ sở mới cho cơ quan y tế châu Âu và cơ quan ngân hàng châu Âu. Các thành phố như Frankfurt, Đức, Milan, Italy, Amsterdam, Hà Lan và Paris, Pháp nhiều khả năng sẽ được chọn là nơi đặt trụ sở mới cho hai cơ quan nói trên. Quyết định cuối cùng sẽ được công bố vào tháng 6 tới. Giờ rồi là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Trung hình Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.